Con bán lợn lại đi đâu rồi? Cái mũi nè. Ồ, còn tai này nữa. Cái con nhỏ này bao nhiêu tiền ạ? Con nhỏ đấy là 10.000 cháu ạ. Con này ạ? 10.000. Con này ạ? 10.000. Con này ạ? Cũng thế. Thế cháu có lấy con này? Không lấy con to này ạ? Không ạ. Thế con bán trả góp không cô? Ôi giời ơi, đi mua lợn, ai lại đòi mua trả góp bây giờ? BBTV. Ai lật ỉn không nào? Lật ỉn đi. Kẹo này, chocola. Cái ông ăn này, ông làm cái gì đấy? Thì ai mà chả buôn với bán, bà để cho tôi một cái miếng đất một chút xíu với. Đúng rồi đấy bà Hằng à. Cứ dẹp hết hàng của người ta vào. Thường ngày này nhá, thường ngày á là tôi hàng ít, tôi nhường cho bà bài chân, bà nhìn của bà đi. Một ngày bà chả bán được cái cây nào mà bà lại bày từ bên kia qua tới đầu bên đây. Đây bà nhiều hàng mà tôi thì sang bên kia. Bà đẩy ông Hân sang đây hết sang bên hoa quả của tôi rồi đây này. Ông Hùng, lo mà bán hoa quả của ông đi. Tôi nhiều hàng có phải bày ra nhiều thì mới có người mua chứ. Những người mà thường thường bày nhiều hàng á thường là mua may bán ế đâu mà. Đúng rồi đấy ông Hân à. Có mà ông mua may bán ế. Thôi thôi, hai bà này không cãi nhau nữa. Ai mua kẹo không? Cô ơi, cô ơi, mua bút cô ơi, mua bút cô. Mua quả đi cô ơi, mua quả này. Rau củ quả nhiều lắm này cô ơi. Mua kẹo đi. Kẹo đẹp quá. Bút đây anh chị ơi, anh chị mua bút về cho con em nha, bút màu đẹp đây. Nhiều ruồi quá. Lợn vàng này. Các ông các bà hôm nay đi chợ sớm thế? Ừ, đến sớm được còn bày hàng ra mà bán rồi chứ bà. Đúng rồi đấy bà Tuyết à. Ôi dồi ôi, hôm nay ông Hùng á, hoa quả tươi nhỉ? Hoa quả của tôi ngày nào chả tươi. Tươi đâu tôi không thấy, nhưng mà tôi thấy nãy giờ ông cầm quạt, ông quạt miết mà không biết quạt cái gì đó bà tí ra. Sao có bán được không hả ông? Đã bán được quả nào đâu rồi bà. Thế à? Mà nhiều ruồi lắm, ông Ngân ông rớt ruồi vào đi. Ui, tôi nghĩ có khi hoa quả của ông lâu quá này ruồi nó bâu đấy. Ô hay tươi thế này cơ mà. Táo à? Mà thôi tôi nghĩ bà về đi, bà cứ đứng đây buôn chuyện, tôi không bán được quả nào đâu. Giới ơi, bà về đi. Ôi ông Hân. Ô bà tí đó hả? Ông bán bút đây à? Ừ tôi bán bút, bà coi ủng hộ tôi cây đi, mới sáng sớm à. Đẹp nhờ. Này có cái nào giảm giá 100% không? Tôi bán bút chứ làm gì có giảm giá 100%. Mà tôi bảo nhớ, lúc nãy tôi qua nhà ông Hùng này này, ông ấy bảo là ruồi nhà ông bay sang nhà ông ấy đầy đấy. Nè này này nhé, cửa hàng của tôi là chỉ bán bút thôi thì lấy đâu ra ruồi? Nếu từ nhà bà Hằng bay qua đấy, ruồi nó thích ăn kẹo lắm. Cô ơi mua quả đi. Chắc thế rồi. Mà nè, ngày nào tôi cũng thấy bà đi ra chợ á. Bà chỉ đi hóng hớt thôi chứ bà có buôn bán cái gì đâu. Có chứ sao lại không. Thôi, về bán hàng của bà đi để tôi còn buôn bán nữa. Lại đuổi à? Cô ơi mua kẹo cho cháu đi cô. Thôi bà Hằng, bán kẹo đi à. Bà Tuyết đấy à. Tôi chứ ai. Bà mua một cái kẹo cho tôi, mở hàng đi. Sáng đến giờ chưa bán. Ôi tôi đâu có đâu, tôi đuổi ruồi giúp bà đó mà. Đúng rồi đấy bà Hằng à. Có ông Hùng nhìn thấy kìa. Ông ấy đuổi ruồi thôi bà. Này tôi bảo bà bán kẹo thảo nào lắm ruồi. Tôi thấy ông Hân bảo là nhà bà lắm ruồi lắm đấy nhá. Làm gì có. Kẹo nhà tôi á bọc bao nhiêu lớp đàng hoàng như thế này, ruồi làm sao mà bao được. Ừ nhỉ. Thế có cái nào cho ăn thử không? Ăn thử á? Ừ. Thế ăn thử rồi mở hàng tôi nhá. Thì cứ đưa đây tôi ăn thử xem nào. Cái loại nào á ngon xịn đấy nhá. Đây, kẹo này á đang hot lắm đấy. Thế à? Ừ, thì ăn thử xem nào. Ăn xem có ngon không? Xong rồi lấy một cân về ăn. Tôi mà thấy ngon tôi lấy cả tạ chứ lấy gì một cân. Đấy. Ngon không? Ngon đúng không? Lấy một tạ để tôi cân cho. Này bà ơi. Hả? Tôi ăn một cái mà tôi vẫn chưa thấy thấm đĩa gì, vẫn chưa biết là ngon hay không. Hay cho tôi thử thêm 2-3 cái nữa xem. 2-3 cái nữa? Ừ. Ăn 2-3 cái, tí nữa lấy cho mình một tạ. Ừ. Đây, chậm một tím nhá. Đây này, vị này ngon cực kỳ luôn. Cái này có phải loại xịn chưa? Vẫn là loại đấy mà. Kẹo nhà tôi á, kẹo nào cũng xịn hết. Có loại bên kia kìa. Đâu? Đấy, bên kia đấy. Bên này á? Ừ. Bên này thì giá khác đấy. Thế à? Ừ. Kẹo này là kẹo sô-cô-la. Có loại này đắt hơn cơ à? Đắt hơn. Thế tôi ăn đủ 2 cái đi. Thì bà cứ ăn cái này xong đi. Thì cứ đưa đây để tôi cầm đây tiện tôi ăn luôn. Mà kìa, có người vào mua hàng nhà bà ấy sao ấy kìa. Ôi dồi ôi, người lấy người ta khác gọi mình. Có cái gì đâu.
để xem mua gì nào. Cô ơi mua quả đi này, hoa quả tôi chơi. Cô mua bút, cô mua cây ủng hộ cho cháu cô ấy. Cô mua bút đi cô. Các ông các bà ơi, cô ấy định mua lợn của tôi đấy. Mua kẹo đi cô. Dạ mời cô sang bên này. Thôi thôi, tôi định mua kẹo. Đấy, thấy chưa? Cô ấy mua kẹo nhà tôi mà. Vâng. Thôi, chọn đi. Gùi ở đâu mà bay qua quá vậy nhỉ? Ông chốt rồi mà. Đây đây cô ơi, cô lấy kẹo ô nhá. Thôi thôi thôi, lấy cho tôi cái này đi. Tôi nhìn thấy cái này ngon này. Ừ, đấy đúng rồi. Rồi, kẹo này ngon lắm. Ngon cô lấy nhiều không? Một cân có 10.000 thôi. Thôi, tôi lấy một cái này thôi. Ba cân cho tôi đi. Lấy một yến đi cô, kẹo này ngon rồi. Cái này á, 5 lạng, 5.000 thôi cô ạ. Thế à, thì lấy cho tôi cái đấy nhá. Sáng sớm mở hàng cho cô nhá. Mà cô lấy nữa đi, tôi giảm giá cho. Cô lấy một quả cô, này, lấy thêm một quả này. Mua một cây bút đi cô. Cô ơi, mua về cho cháu đi cô. Đây, tôi xin. Thế cô ơi, có mua lợn không? Thôi để lúc khác nhá, bây giờ tôi phải đi về đây. Vâng, cảm ơn cô. Chào các bà nhá. Mua lợn à. Này, người đâu mà xinh thế bà nhờ. Sao mà bằng tôi được? Cô bán lợn lại đi đâu rồi? Cái mũi nè. Ồ, còn tai này nữa. Lợn nhà bà kêu ầm ĩ hết cả lên rồi. Về mà xem như thế nào còn gì. Vâng, tôi nghe thấy rồi. Cháu lấy con nào? Cháu lấy con này ạ. Con này là 50.000. Thế cô có bán nửa con không cô? Bán cả con chứ ai lại bán nửa con. Ô thế cô không bán à? Không. Bán đi, bán cho cháu nửa con nữa cô. Thế cháu mua đi, mua cả con cho cô đi. Nhưng mà cháu mua chỉ nửa con thôi. Nhưng mà cô phải bán cả con cơ. Thế cô bán cho cháu, bán tai cho cháu luôn đi. Cháu thích cái tai này à? Vâng. Thế cháu mua cả con về rồi lấy tai. Cô bán cho cháu hai cái tai này rồi cái thân này ai mua? Cái con nhỏ này bao nhiêu tiền ạ? Con nhỏ đấy là 10.000 cháu ạ. Con này ạ? 10.000. Con này ạ? 10.000. Con này ạ? Cũng thế. Thế cháu có lấy con này? Không lấy con to này à? Không ạ. Thế cô có bán trả góp không cô? Ôi giời ơi, đi mua lợn, ai lại đòi mua trả góp bây giờ? Có thể cháu mua cả con. Cháu có xin 10.000. Vâng ạ. Này. Dạ. Lấy con to đi. Cháu không có tiền đâu. Ừ thế thôi, không khác ra mua ủng hộ cô nhá. Cháu gửi cô ạ. Ừ cô xin. Cháu cảm ơn cô ạ. Ừ. Bà ơi, tôi bảo này. Hả? Lúc nãy á, tôi bán được một con lợn đấy. Thế á? Ừ. Thích nha. Tối mà lại. Bà lúc nãy có bán được không? Chợ hôm nay vắng khách quá bà. Tôi về á, mất vía bà rồi. Làm sao mà ai mua nữa. Thế chứ lại. Này cho tôi cái kẹo nhá. Ơ, bà bảo lấy cho tôi một tạ đã lấy đâu. Ừ, thì đợi tôi bán được hết lợn đã. Trời ơi, đợi bà bán hết lợn thì chắc lúc đấy tôi bán hết kẹo rồi. Thế thì thôi, tôi đỡ phải mua một tạ cho bà. Mà bà về mà bán lợn đi kìa. Bà ngồi đây á, tôi chả bán được cái kẹo nào ấy. Trời ơi, vâng, thế tôi đi về. Ôi trời ơi, các ông các bà ơi. Ôi trời ơi. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì đó? Tôi mất đâu một con lợn rồi. Tại sao lại mất được con lợn chứ? Con lợn đỏ to lù lù tôi để ở chỗ này này. Bây giờ nó đi đâu mất rồi không các bà? Đấy chưa, tôi bảo rồi. Cứ đi buôn chuyện cho lắm màu bây giờ. Mất lợn là phải rồi. Đó, bà thấy chưa? Mai mốt bà trường cái thối đi buôn chuyện chưa? Mình bán hàng mình phải chú tâm vào chứ. Đúng rồi chứ. Thôi biết rồi, từ nay tôi thôi không hóng hớt gì nữa. Ừ. Ôi dồi ôi, thế bây giờ phải nhờ các ông các bà thôi chứ. Tôi không biết nó chạy đi đâu. Thế thì bây giờ phải đi tìm. Ừ, thế bà hàng trong hàng hộ tôi nhá. Ừ, được rồi. Báo với bà nhớ để ý hộ tôi mấy con lợn nhá. Được rồi. Rồi. Thôi, được rồi. Đi tìm phụ bà tiếp đi. Đi tìm đi. Ai, rõ khổ cơ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.